Mình là Bảo Ren. Mình là Tiên Tiên. Thì ok, hôm nay mình có một dịp rảnh rỗi thì hôm nay mình muốn dẫn Tiên Tiên đến một quán cực kỳ thú vị trong cái Vũng Tàu này. Hiện tại mình đang đứng tại địa chỉ 102 Trương Công Định. Quán này là Hà Nội Quán. Mình nghe nói là quán này có đặc sản là món bún riêu rất là ngon, và đó cũng là một món đặc trưng của mình. Chứ không lại có một cái quán lại ngay cái món mình thích mà lại có món đặc sản bún riêu như vậy. Thì ok, hãy theo chân mình để cùng mình thưởng thức xem là món bún riêu ở đây nó sẽ ngon như thế nào nha. Em mới bước vô quán này thì em cảm thấy như thế nào? Theo em thấy thì quán có vẻ là sang trọng, sạch sẽ, thoáng nữa. Nhưng mà còn quán món ăn thì thì anh cũng thấy giá ở đây cũng khá là bình dân, nên thành ra là mọi người ai cũng có thể ở đây rồi thưởng thức những món ăn ở đây như thế nào. Bây giờ chúng ta bắt đầu thử món ăn nhé. Thật sự là lần đầu tiên mình với anh cũng trẻ quạt luôn, chưa biết cách ăn sao hết. Thì ở đây mình có một dĩa bún riêng và một tô nước mắm riêng cùng với thịt là chả, và đây là rau. Tôi cũng có nói rằng là mình sẽ gắp bún vào nước mắm mà mình dùng, và rau ở đây thì mình sẽ xé nhỏ vô tô. Mình sẽ làm theo xem coi là nó sẽ đặc biệt như thế nào nha. Đu đủ thì phải. Nước mắm thì mình làm khá là nhạt, và có một chút cà rốt ở trong đây. Mình nghĩ là nên bỏ thêm nhiều cà rốt một tí, tại vì thường mà để cho một cái tô nó bắt mắt á, thường mình thấy là đa số mọi món ăn người ta có ba màu xanh, đỏ, vàng, nhìn nó bắt mắt hơn. Đây thì bún riêu cua nó không như ở chỗ khác, là nó lại có chả quế. Đúng hơn đó là cái món này là khá là giống món bún thịt nứa. Chỉ khác là cái là mình không có chả giò, bún ăn riêng với lại đồ ăn ăn riêng. Ok, bây giờ mình sẽ thử trộn lấy ăn ba cái cùng một lúc xem như thế nào nha. Cực kỳ ngon. Nếu mà so với bún thịt nứa thì mình nghĩ là bún chả quẹt đặc biệt hơn nhiều á. Chả quế nước dùng thì đậm đà. Nếu các bạn để ý lúc trước Obama về cũng ăn món bún chả quẹt nữa. Gấp một phần. Nó cực kỳ luôn. Trời, cái tô bún chả quẹt của mình chắc phải ăn hai người mới hết luôn á. Tô bún của mình rất là nhiều luôn, nhiều đồ ăn với lại nhiều bún nữa. Hình như là trong Vũng Tàu của mình không phải quán nào cũng có bún chả quẹt đâu. Thì lần đầu mình ăn món này thì mình cũng cảm thấy món này cũng rất là ngon, và nó đặc biệt, nó độc đáo, và cái hương vị của nó khác lạ. Thì ở đây mình còn những món bún riêu bò, bún riêu hải sản và phở bò. Thì ok, các bạn nào mà muốn thưởng thức thì các bạn hãy nhớ ghé đến địa chỉ là 102 Trương Công Định. Quán này là quán Hà Nội Quán. Sau đây thì mình cũng phải nói lời tạm biệt và kết thúc video tại đây rồi, nên thật ra là mình phải chào các bạn, hẹn các bạn ở những video lần sau nha.